mặc dù đã lên tiếng thừa nhận đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân vào bản tin và cam kết sẽ cẩn trọng hơn, thế nhưng ENT News vẫn khiến cư dân mạng Việt không hài lòng vì lời xin lỗi chỉ được đăng dưới phần bình luận của video chứ không phải bài viết công khai. Cách đây không lâu, cư dân mạng Việt Nam dậy sóng khi phát hiện trang tin tức ETN News đăng tải video quay lại cảnh khu cách ly ở Đà Nẵng, công khai chê bai khu cách ly, nghèo nàn và cho rằng 20 người Hàn đến từ vùng tâm dịch đi khu cách ly tại đây đang bị giam cầm, 20 công dân Hàn Quốc đến Việt Nam từ tâm dịch được đưa đi cách ly. Ngay sau đó, làm sóng chỉ trích nhà đài và yêu cầu lời xin lỗi từ phía ETN News cũng như 20 công dân Hàn đã gây bão trên mạng xã hội. Hashtag Apologeto Việt Nam lên top 2 trending thế giới ở Twitter và khiến nhiều người chú ý. Đáp lại động thái của cư dân mạng Việt, ETN News tiếp tục đăng video phỏng vấn các du khách Hàn về từ Việt Nam. Trong video này, họ phàn nàn việc bị đối xử như bệnh nhân và chỉ được cho ăn vài tiếng một lần. Bản tin của nhà đài ETN News việc khách hàng chê khu cách ly trên sóng truyền hình gây phẫn nộ, bùng nổ nhất là vụ việc một người Hàn Quốc gọi bánh mì Việt Nam là một mẫu bánh mì. Mới đây, sau thời gian khẩu chiến dai dẳng, kênh ETN News lần đầu có phản hồi chính thức về vụ việc mà không né tránh. ETN News chia sẻ, ETN đã đưa tin phỏng vấn với những công dân Hàn Quốc bị cách ly cùng với tin tức rằng họ đã trở về đất nước của mình trong sự việc những người Hàn này bị cách ly ở Đà Nẵng, Việt Nam nhằm chống lây lan virus Corona-19. ETN đã liên tục đưa tin nhằm mục đích đảm bảo sự trở về an toàn của các công dân Hàn Quốc. Bổn phận của truyền thông là truyền đạt suy nghĩ của những cá nhân đã trực tiếp trải qua việc bị cách ly một cách bất ngờ. Vì vậy chúng tôi quyết định rằng các cuộc phỏng vấn nên được truyền đạt với nội dung như nguyên gốc mà không nên qua chỉnh sửa gì. Hashtag Apologist trên top trending thế giới. Trong quá trình này, chúng tôi bày tỏ sự đáng tiếc rằng một số những lời diễn đạt và khiếu nại đã chứa đựng cảm xúc cá nhân trong nội dung. Cuộc phỏng vấn liên quan đến tình huống nơi cách ly, cũng như đồ ăn phục vụ ở đó và được phát sóng mà không qua chỉnh sửa sàng lọc. Chúng tôi chỉ truyền tải một cách sinh động quan điểm của các cá nhân bị cách ly ở Bệnh viện Việt Nam, chứ hoàn toàn không có ý định hạ thấp hay xúc phạm đến văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Trong tương lai, ETN sẽ cẩn thận hơn nữa trong quá trình đưa tin về quan điểm của người được phỏng vấn, đồng thời trung thành với vai trò truyền tải tiếng nói từ hiện trường và bảo vệ sự an toàn của công dân Hàn Quốc, cũng như không gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào gây nên từ sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia. Video liên quan động thái của ETN News trên video gây tranh cãi đăng tải ở YouTube. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ETN không có thành ý khi chỉ đăng đính chính qua loa trong phần comment của một video bài đăng đã cũ, mà không có lời xin lỗi chính thức trên fanpage nhà đài. Nhiều người cho rằng việc làm hẳn một bản tin để bôi nhọ, sau đó đăng một bình luận xin lỗi là khập khiễng và thiếu trách nhiệm. Không ít cư dân mạng rủ nhau tiếp tục trang chinh hashtag Apologeto Việt Nam để bày tỏ quan điểm, yêu cầu ETN News đăng bài xin lỗi chính thức. Hiện bình luận của ETN News vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Block Ads, oi.